Cho anh ngồi nhờ tí được. Em ơi, em nhà ở đâu thế? Khi tới lửa trong tim tôi chẳng nhớ đường về nhà. Cứ khiến cho tôi ngày đêm phải khóc rồi cười vì nhớ một người, khiến trái tim tôi lâu nay tương tư về em đấy. Cứ khiến cho tôi được nghe được hết tâm tư này, nhưng lại sợ em từ chối, muốn nói rồi lại thôi. Nên em và tôi vẫn thế. Hay em nhà ở đâu thế? Em nhà ở gần đây à? Anh ngồi đây hát chắc không làm phiền em đúng không? Anh cảm ơn. Tại anh nhà gần đây. Anh gần đây ngay đây à? Anh thực ra là anh mới ở ngoài Bắc. Ngoài Bắc vào trong đây. Anh mới ở một tuần à? Anh vào đây làm việc thì cũng chưa quen được nhiều người, với lại chưa biết được nhiều điểm chơi ấy. Chiều hay ra đây ngồi, không mát, khá là nhiều người, vui. Tuy nhiên anh ngồi đằng kia thấy em ngồi mình từ nãy giờ. Em tên là gì? Em tên Nguyên. Nguyên. Anh tên là Tài. Ôi, con gái miền Nam giọng dễ thương nhỉ. Thật sự. Em chắc con đang đi học nhỉ? Em học trường gì ấy? Em học năm mấy rồi? Năm cuối là 98. Anh hơn em 5 tuổi. em thích nghe hát không? Hay tiện đàn anh hát tại nhà mày nữa? Thích nghe bài gì không? Thích nghe bài gì không? Em thích bài Nàng Thơ. Nàng Thơ à? Hoàng Dũng à? Dạ. Ok, hát tặng em bài Nàng Thơ nhá. 1, 2, 3, 4, 5. Cầu hát cùng anh. Em, ngày em đánh rơi nụ cười vào anh, có nghĩ sau này em sẽ chờ và vô tư cho đi hết những ngày thơ. Anh một người hát mãi những điều mong mãi, lang thang tìm niềm vui đã lỡ, chẳng buồn giận lòng quen hết những ngày thơ. Ta yêu nhau bằng nỗi nhớ chưa khô trên những bức thư. Ta đâu bao giờ có lỗi khi không nghe tim trôi từ chỉ tia ra. Hát cùng anh nhé. Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Tình này nhẹ như gió lại chiếu lên tim ta như vết hàn. Tiếng yêu này mong mãi giờ tan vỡ thôi cũng đại. Xếp riêng những ngày tháng niên trả hết cho em và trả hết cho em. À, nhiên hôm nay anh hát bài này hay thế nhở? Em thấy hay không? Khi đêm môi em cần đo mộng, anh muốn nói anh yêu em. Khi men còn trong hơi thở thì lại gần hôn anh đi. Khi con tim không còn trên đầu, khi hai má em thấy hay, em nói em say tiếng đàn thì lại gần hôn anh đi. Lại gần hôm nay, anh sẽ để mặt trời. Lại gần hôn anh đi em.
giờ còn đôi ta. Em có muốn đi thật xa? Em ơi, anh ở đây có làm, anh ở đây hát có làm phiền em không? Em đang ở đây làm gì đấy? Bạn anh cũng ra đây ngồi chơi một mình thôi, nhưng thấy em ngồi mình khá lâu rồi nên muốn bạn làm quen với em. Em hay ra đây à? Dạ. Em làm gì qua đây đấy? Anh ra đây lần đầu tiên anh ra đây. Anh mới vào Sài Gòn được hơn 2 tuần thôi, nên là không biết chỗ nhiều chỗ chơi lắm, nhà cũng ở gần đây nên là ra đây chơi lần đầu tiên ra đây chơi luôn. Mà đi một mình thế anh thích không khí ở đây không? Ở đây thích mà. Anh quên chưa hỏi tên em tên gì đấy? Em tên Phương. Anh tên là Tài. Hát bài gì? Anh đánh rồi hả? Hôm nay chỗ này, hôm nay cuối tuần đông hết nhỉ? Bài gì nhỉ? Tâm sự của người lạ. Tâm sự người lạ? Ừ. Để anh xem nào. Được rồi, được, em hát được mà. Em ơi, cho anh ngồi nhờ tí được không? Dạ. Ok, cảm ơn. Cầm mỗi anh cái này với. Cầm anh một tí, anh chỉnh cái đàn. Anh cầm anh. Anh vẫn đang tìm kiếm một làn mi cong, một vòng tay ấm áp. Chợt tỉnh giấc ngủ dài mà thấy em không bên anh. Thì ra anh đã mơ về em. Rồi em, tình cờ em đã đến, tựa ngàn muôn ánh sáng cho trái tim anh đang ngủ quên. Ngàn mây đưa lối dẫn bước em đi trên mưa. Biết không người ơi, ngàn đời anh mong nhớ. Và rồi ta sẽ bay lên đến nơi bầu trời, để cất tiếng nói bên nhau cho đến mai sau cuộc đời. Xa đang yêu, đó chính là lời yêu em trao. Mình sẽ tới cuối chân trời miền yêu thương, một ngày tươi sáng bên anh theo gió mây ngàn, để hai chúng ta yêu nhau cho đến mai sau cuộc đời. Xa đang yêu, lời yêu hãy xin nhận thề, hạnh phúc dâng trào, tình thắm thiết như mơ. Anh rất hay quá. Anh cảm ơn. Hoa anh tặng em đấy. Thôi, kỳ lắm. Không, anh tặng em thật. Anh tặng em. Anh bán hoa mà. Nên là anh nhiều hoa lắm. Tặng em đấy. Dạ. Em ở đây làm gì đấy? Dạ, nhà em ở gần đây, em đợi bạn qua chơi á. Em đợi bạn à? Dạ. Nhà anh cũng gần đây nha, anh ngay chỗ Sun Avenue này. Ủa, ngay cạnh đây à? Thôi. Thì thấy cái chỗ có này có chỗ bông sen là đẹp. Nên là qua đây chơi một tí. Dạ. Thế em tên là gì? Dạ, em tên Duyên. Duyên à? Dạ. Anh tên là Tài. Em có thích nghe nhạc không? Dạ, thích mấy cái bài mà cảm động á. Cảm động á? Hay tựa đàn đây anh hát tặng em bài nữa. Dạ. Em thích nghe bài gì không? Bài Dành Cho Em.
dành cho em của Hoàng Tôn. Ok. Anh vẫn nhớ đến lúc em hé một cười, hay những lúc vô vơ hờn ghen. Anh sẽ nhớ mãi mãi đến lúc bên em, dù sách xa trong tim hoài mong. Tình yêu anh trao em khiến anh thay đổi, để bình minh trong anh thức giấc nhớ em. Viết nên bao câu chuyện mà hai ta vẫn luôn nguyện cầu. Rồi bao đêm thầm mong thầm mơ về em, biết không anh đang suy tư. Cuộc đời anh chẳng cần đâu những điều quá xa, chỉ cần em hiểu anh và biết rằng anh mãi mãi yêu em mà thôi. Vì trong anh em là người duy nhất. Dành cho em ngàn câu ca và thương yêu đó, dành cho em tia nắng ấm cùng bao cơn gió, dành cho em niềm đam mê tuyệt vời mà anh muốn nắm lấy trong giấc mơ. Mọi âu lo hãy quên đi vì anh ở đó, là chiếc bóng mỏng bên em dịu bước em đi. Ở trên con đường dài có hai chúng ta, ở trên con đường dài có hai chúng ta.
cho anh ngồi nhờ tí đâu. Khi đến môi em còn, khi đến môi em còn đỏ mộng. Anh muốn nói anh yêu em. Khi men còn trong hơi thở, thì lại gần hôn anh đi. Khi con tim không còn che đầu, khi hai má em hây hây, em nói em sẽ tiếng đàn, thì lại gần hôn anh đi, lại gần hôn anh sẽ để mặt trời, lại gần hôn anh đi em, hay em để anh chơi vơi. Giờ còn đôi ta kia là núi đây là nhà. Giờ còn đôi ta, em có muốn đi thật xa. Anh ngồi đây hát chắc không làm phiền em đúng không? Dạ, không ạ. Em ngồi đây làm gì đấy? Em ngồi đợi nhà em ạ. Dạ, dạ. Sao lại ngồi đợi nhà em? Dạ, nhà em. À, em ở đây à? Dạ. À. Anh, em ở tòa này luôn? Dạ. Anh ở đây. Anh ở tòa S3 này, ngay đây này. Em ở S5 ạ. À, đây à? Hàng xóm ấy. Anh, thực ra thì anh là người Bắc. Dạ. Anh mới vào đây 2 tuần rồi, mới thuê tòa ở chỗ S3. Thì tối hay xuống khu này chơi lắm. Chỗ này rất là vui, còn trẻ con nhìn rất là hay. À, anh quên hỏi tên em, tên nào gì đấy? Em tên Trang. Trang à? Anh thì là Tài. Em chắc con đang đi học nhỉ? Hay là đi làm rồi? Em học năm tư. Năm tư đại học. Em học trường gì ấy? Em học đại học Văn Lang. Văn Lang à? Năm tư thì chắc là 98, 99 gì đấy? 98. Anh 93. Em thích nghe bài gì không? Anh đánh cho nghe. Đã lỡ yêu em nhiều. Đã lỡ yêu em nhiều? Của Just Tati đấy đúng không? Dạ. Cái bắt đầu là cái gì nhỉ? Đã lỡ yêu em nhiều rồi thì anh chỉ biết thế thôi. Đã lỡ yêu em nhiều rồi thì anh chỉ biết ngắm mưa, nhìn qua hàng cây được bao nhiêu hạt mưa, là trong anh còn bấy nhiêu nỗi nhớ em. Đã lỡ yêu em nhiều rồi thì anh chỉ biết đếm sao, nhìn lên trời cao được bao nhiêu vì sao, là trong anh còn bấy nhiêu những nỗi lo, sợ mình đánh mất em khi tu vừa sang lá xanh bông úa vàng. Khi mưa còn chưa tới, em thay người yêu mới, no no. Sợ mình sẽ khiến em yêu phải nhà đơn giữa mênh bông bốn bề. Em ơi chờ anh với, chỉ biết nói cho em nghe vậy thôi. Vì đã lỡ yêu em rồi, chẳng dám hứa xa rồi. Cứ nhắm mắt em lại và phiêu mà lỡ. Dù nắng mưa bao mùa thì tình anh vẫn luôn đây mà, chẳng phải kiếm đâu xa, vẫn giữ đó bầu trời của riêng chúng ta, để gió mang đi về một nơi không người đã lỡ yêu. Vì một người lỡ yêu, love you so baby love you so, mình phải bước chậm lại vì ngày mai rất dài. Đã lỡ yêu, vì một người lỡ yêu, love you so baby love you so. Hay không? Hay. Thực ra thì hồi ở Hà Nội ấy, anh là một ca sĩ bán chuyên. Anh hay đi hát một quán phòng trà với cà phê ở Hà Nội lắm. Dạ. Nhưng đợt vào đây thì anh mới vào 2 tuần nên là cũng chưa biết quán nào để đi chơi. Nên là đang muốn đi tìm mấy quán xem là kiểu là người ta có thiếu ca sĩ không thì định vào. Nếu anh tìm được thì nếu thì anh có thể rủ em đến đấy nghe nhá. Dạ. Anh hát thêm một bài. À, ừ được. Đang rảnh mà, anh đang rảnh. Em thích nghe bài gì nữa? Mày hơn cả yêu. Hơn cả yêu à? Đức Phương ạ, mày thế nhỉ? Order toàn mày biết. Em hãy hỏi anh rằng anh yêu em như không. Anh không biết phải nói thế nào để đúng với cảm xúc trong lòng. Khi anh nhìn em là anh thấy cuộc đời anh, là quá khứ và cả tương lai.
là hiện tại không bao giờ phai. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Hát cùng anh đi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sâu, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả. Hay quá. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Hay quá, em hát hay đấy. Anh thì em hát hay đấy. Nếu mà khi nào mà muốn hát hay là như nào thì có thể nhắn tin cho anh. Yeah. Anh rảnh lắm, anh ở nhà, anh thường anh hay làm việc ở nhà thôi. Nên là em gọi anh lúc nào anh cũng hoạt ở nhà. Thôi, mình hàng xóm, cho anh xin Facebook được không? Dạ, yeah, ok. Ok. F friend nha. Yeah. Anh và Mai Anh Tài. Yeah. Thì có gì à? Hôm nào rảnh thì xuống đây chơi tiếp. Yeah. Anh đang rảnh, anh ngồi với em một lúc nữa. Yeah. Khi nào bố mẹ về thì anh về. Nha. Yeah. Em ơi. À, cho anh ngồi nhờ tí được không? Cái này ngoài này đông quá, ngồi hết rồi. Xạo chó, xạo chó. Hôm nay trời đẹp quá nhỉ? Dạ, cũng đẹp. Em có hẹn ai ra đây ngồi không đấy? Anh sợ em hẹn bạn. Sao? Mặt trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh hay rất lâu, dù là mình xa cách nhau, ánh sáng ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có em, đoạn đường nào anh đi cũng vắng tanh. Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em được lại ở bên anh. I just wanna be with you. I just wanna be with you. I just wanna be with you. No, I just wanna be with you. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Anh ngồi để hát chắc không nào phiền em đúng không? Anh hát này, anh cảm ơn. À, anh khen anh hát này ạ. Ờ nhưng mà nhà em gần đây thôi, sao em ngồi đây một mình này? Em ở Phú á? Tân Phú cũng có xa đây không nhỉ? Xa. Xa. Nhưng mà tại vì ở đây kiểu không khí thoải mái. À. Rồi lại đi ở đây kiểu như là thư giãn thôi, chứ có gì. Ờ. Anh đi nghe lời gì không? Anh hát tặng em ạ.
Vẫn được xếp hả? Sky à? Bài này đâu nhỉ? Bài gì nhỉ? Trung tâm hiện tại đúng không? Nhưng mà bài này mới của anh chưa thuộc đâu, nên là anh sẽ xem lời nhá. Anh sẽ xem lời một tí. Mùa thu mang giấc mơ quay về, vẫn nguyên vẹn như hôm nào. Lá bay theo gió xôn xao, chốn xưa anh chờ. Đoạn đường ngày nào hôm nay ta từng đón đưa, còn vẫn vương không phải mơ. Dẫu yêu thương trong vần thơ, chúng ta là áng mây bên trời vội vàng ngang qua. Chúng ta chẳng thể nâng niu những câu thề, cứ như vậy thôi, không một lời, lặng lẽ thế trôi xa. Chiều mưa bên hiên nắng buồn, chờ ai mong ai thương ai. Điều anh muốn giữ kín trong tim, điều anh muốn giữ kín trong tim này, điều anh muốn giữ kín trong tim. Ngày mai nắng gió có ai thương lắng lo cho em. Điều anh muốn giữ kín trong tim này, điều anh muốn giữ kín trong tim, điều anh muốn giữ kín trong tim. Dù cho nắng tan hao khô đi tháng năm xưa kia, anh nguyện giữ mãi trong tim, anh nguyện giữ mãi trong tim.